Thời Trung Ba Loan Quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn đấy. Vì chúng quyết tâm giúp nước ta một lần nữa, không, chúng ta thà nhìn đến đâu xa khắp nơi chân trời, người dân ở đó lầm than đói nghèo, từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mà trời chân lý sáng soi, dọi chiều tới dân mình. Hồ Hồ Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, vừa trùng xóm người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ, vì đế quốc ra màn dây xéo đất nước mình, dây xéo đông dương này tàn sát bao con người. Đêm giờ cháy lửa cách mạng lan tràn, từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười, Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do, điệp chung đội ngũ lớn lên ngày thêm môi trường thành, một ý chí kết đoàn bằng chiến công diệt thù, lòng thành kính toàn dân gọi cha già, vì người đã sống để cho muôn người. Hồ Chí Minh mùa xuân chưa tràn muôn niềm tin, người từ chân lý sinh ra vì thế giới hòa bình, người hiến dâng đời mình vì